Sáng 28 tháng 2, tang lễ của diễn viên trẻ Ốc Bỏ Bảo, người từng thủ vai Út Khoa trong phim truyền hình Đình Đám Gạo Nếp Gạo Tẻ đã được diễn ra tại nhà riêng ở quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Bảo Bảo ra đi sau khi sóng cuốn trôi trong lúc đang tắm biển ở Vũng Tàu hôm 25 tháng 2, mãi đến 27 tháng 2, gia đình mới tìm được thi thể. Trong tang lễ, nhiều người không khỏi quặn lòng trước cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Được biết, gia đình nam diễn viên có hai con, Bảo Bảo là anh trai cả. Ngoài ra còn có cô em gái của nam diễn viên Bạc Mệnh đang học lớp 1. Trong đám tang, do còn quá nhỏ nên em gái Bảo Bảo vẫn chưa cảm nhận được sự ra đi mãi mãi của anh hai. Bố mẹ của Bảo Bảo cũng không khỏi đau lòng, thất thần suốt phần lớn thời gian diễn ra buổi lễ. Dường như cả hai đều không tin vào sự thật trước sự ra đi quá đỗi đột ngột của con trai. Nhiều người xót xa khi chứng kiến hình ảnh người mẹ tiểu tụy của Bảo Bảo mắt đỏ hoe, bần thần bên quan tài con trai. Mẹ rất là hy vọng về con, vậy mà bây giờ, mẹ thương mẹ mến con trai của mẹ lắm, con không tin con hỏi các cô của con đi. Hình con gửi mẹ đều gửi các cô xem, ai cũng bảo con trai của chị ngày lớn càng đẹp trai. Vậy mà bây giờ thì, con ra đi thanh thản nhen con trai của mẹ. Mẹ cố diễn viên vừa bật khóc vừa nói bên quan tài con trai. Thời điểm linh cữu được đưa ra khỏi nhà để đến địa điểm hỏa táng, mẹ của Bảo Bảo đã không cầm được cảm xúc, gục ngã và phải nhờ đến sự hỗ trợ của người thân. Bảo Bảo sinh năm 2003, từng có thời gian đầu quân cho sân khấu kịch Hồng Vân. Cậu từng góp vai trong vở Gã Thợ May, Gác Cũ, phim Thiếu Nhi Một Lần Đi Bụi. Không những thế, Bảo Bảo từng tham gia đóng phim điện ảnh, để lại ấn tượng khi hóa thân thành vai lúc nhỏ của Liên Bình Phát trong dự án điện ảnh Song Lang. Thành công và nhận được nhiều sự chú ý nhất của Bảo Bảo chính là vai diễn Út Khoa trong Gạo Nếp Gạo Tẻ. Diễn xuất của Bảo Bảo nhận được mưa lời khen từ khán giả khi vừa lột tả được sự non nớt, ngây thơ của trẻ con, vừa thể hiện nét chững chạc, suy nghĩ già trước tuổi 15 của nhân vật. Bảo Bảo không chỉ quen mặt với khán giả trong các vai diễn trên phim truyền hình, mà còn xuất hiện trong các phim ngắn, quảng cáo,